Ông Nhí ơi, ông Nhí à, có ở nhà hay là không? Trời đất ơi, mới sáng sớm đang làm gì đó cha nội? Chú cha, ông Nhí ơi. Ủa, chạy cá ông Nhí hôm nay đám giỗ hay gì vậy? Chắc có đám tiệc gì rồi. Trời đất ơi, có đám tiệc mà không mời anh em qua, tự động đi qua luôn. Không sao, không sao, chút xíu nữa chắc là có đồ ăn. Trời đất cơ, anh em đi vô đây nửa tiếng đồng hồ mà không thấy mặt mũi ổng đâu hết. Đang làm gì đó? Đi vô đây tôi hỏi này coi, nhà ông hôm nay có đám tiệc hả? Đó tiệc gì? Nè, để cái bàn mấy cái ghế đồ ăn, gia vị đồ ăn thức uống. Cái này là tao bán đồ ăn thêm. Trời đất cơ, bán đồ ăn thêm hả? Ông nội ơi, ông tào lao quá nha ông nhí. Cái chạy cá của mình á, nhìn cho nó đàng hoàng, tự nhiên để cái bàn giữa nhà bán đồ ăn thêm, kỳ cục vậy. Hai bay bởi vì không biết. Mấy cái ngày này là mấy cái ngày cuối năm, Ừ, hết năm rồi. đúng rồi. Mấy người bên nước ngoài người ta sẽ ùn ùn về nước người ta ăn Tết, biết chưa? À rồi, Có người ta đi chỗ này chỗ kia người ta chơi. sáng sớm đi vô đây mua cá, sẵn có đồ ăn sáng Đây nè, đó. Người ta đói, người ta có nhu cầu ăn uống mình đáp ứng luôn. là khỏi đi đâu luôn. Khỏi đi. Đây nè, đây là cái khu vực bếp của ta nè. Sáng kiến hay, Hay vậy đó. đây là khu vực bếp ha. Mà đồ ăn ở đây mình bán như nào? Món gì, món gì, món gì? Đồ ăn đây thì chủ yếu là tao đãi các cái món dân dã rồi món theo phong cách châu Âu đó. Nhưng mà hơi cao. Làm sao mà ông biết làm những cái món phong cách châu Âu? Khó lắm. Mày phải biết làm mày mới kiếm tiền được. Có món Nhật không? Có luôn. Chu cha dữ nha. Hay á. Nhưng mà không được ông ơi. Cái bàn này, cái ghế này á là người ta bán hủ tiếu, bán phở thôi. Mấy cái món đó ngồi lên đây nó đâu có hợp. Ai nói mày cái này là cái bàn? Cái bàn nè. Mày tưởng cái bàn ngồi ăn á hả? À. Đâu có phải. Cái này là cái bàn. Người ta kêu bên nước ngoài kêu là cái gì? Biết gì đó. Là tức là mày nấu nướng trên bàn luôn. Đó, người bếp á, người ta sẽ đứng đây. Thấy chưa? Người ta sẽ làm, xào, làm. Mày ngồi đằng đó. Đó. Đây nè, đây có ba chỗ này, mày thích ngồi chỗ nào mày ngồi. Rồi. Đó, thì người ta làm xong, đáp ứng nhu cầu của mày, người ta sẽ đưa ra. Quá hay luôn. Y như bên Mỹ luôn. Đâu có giống bên Mỹ. Bên Mỹ là người ta làm trực tiếp trên đây luôn. Còn cái này ổng bỏ cái lò lên là khác rồi. Đúng rồi, khác rồi. Không giống. Cái này nó cũng là cái bếp. Tao nghiên cứu kỹ rồi. Tao chỉ cho nó nóng cái khu vực này thôi. Ủa, là nấu ở đây luôn hả? Chính xác. Nấu ở đây xong rồi xúc đưa lên tận miệng luôn. Chính xác. Hay ta, hay ta. Lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam luôn nha. Mày sơ chế xào chế trên này luôn. Cái này nó ngủ nhắc à. Ông Tư ơi, nhìn kìa. Rồi. À, tôi hiểu rồi. Có nghĩa là ông Nhí ông dùng cái bàn để mà nấu nướng trên này luôn. Hay. Ăn thử, ăn thử. Đúng rồi, ăn thử liền. Bây giờ không tin, ông làm thử đi, tôi ăn tôi mới tin. Nè, bây giờ ngồi ghế đi. Ôi. Mày sao ăn thử được? Cái giá này bán cao lắm đó. Phải không? Nhưng mà mày ăn nó ngon. Đâu, cái này menu hả? Ừ, đó, mày coi một lượt đi. Một lục là gì? Làm như đọc sách vậy. Mở ra coi coi. Trời đất ơi, sao mắc dữ vậy? Hột gà ốp la 50.000. Ông ăn một mình ông đi. Đâu có mắc. Sao không mắc? 50.000 mà mày thưởng thức trên cái bàn bếp tại chỗ luôn. Cũng đúng á. Ăn nó nóng. Mà mày được coi biểu diễn. À. Hay á. Bình thường hột gà ốp la ra dĩa luôn, đi ra đường mua thì cũng 20.000 ổ. Bình thường ở ngoài đường người ta bán hột gà ốp la là 20.000 một ổ. Đúng rồi. Còn ở đây ông Nhí ông làm 50.000, mắc hơn 30.000, nhưng mà được coi ông Nhí ông biểu diễn. Đúng rồi. Hay ha. Ăn nóng nữa. Nó nóng hơn, nó ngon hơn. Tại vì ở đây mày vô mày ngồi mày ăn đâu phải là cái quán bình thường. Ừ. Mà nó là một cái nhà hàng mini. À, có đầu bếp đứng nấu nướng cho mày ăn mày thấy luôn. là mình bán giá nhà hàng hả?
thì nó na ná vậy đó. Tôm kiểu Nhật 90 ngàn. Cái này ngon á. Ông dám ăn không? Tôm kiểu Nhật biết nhiều ít hay không, 90 ngàn phần. Mày chưa thấy mình Nhật ăn hả? Thấy. Cái quan trọng là cái gia vị. Mày thử cái hương vị đi mày mới biết được. Đúng rồi. Cái món Nhật như thế nào, món Việt Nam như thế nào, cái món này món kia nó ra sao mày phải ăn mày mới biết. Ở dưới này là có món Mỹ nè. Bò kiểu Mỹ VIP 199. Ông nội ơi, ông xây nhà hả? Chà tổ ưng hả? Cái này là biết cái gì không? Cái gì? Cái này là để xào mì. Trời đất ơi, cái này á là người ta dùng chà tường. Hả? Người ta dùng chà tường nhưng mà cái này là dùng để làm đồ ăn. Đúng rồi, ai muốn xài sao xài. Bây giờ ông cho tôi ăn thử cái món hột gà ốp la 50k đi. Làm một phần thôi, hai anh em ăn chung. Ăn thử xem là ngon dở. Rồi. Tiến hành. Mời ngon. Ăn ở đây luôn hả? Ngon đó đi, ngon đi. Chờ biết người ta làm chín người ta đưa tới miệng luôn. Quá hay luôn. Chơi lại miệng á. Rồi. Coi nữa à. Đừng có lo nhò lo nhò nha. Nóng không? Nóng không? Không. Đừng có đụng nha các bạn. Rồi chút xíu nữa cái bàn nó nóng lên phỏng tay mình sao? Tao có tập canh lửa hết chứ mày, đâu có nóng tới đâu. À là nó nóng chỗ này thôi ông Tư. Còn chỗ này á là nó ấm ấm. Nếu mà vào mùa đông á là mình ngồi ở đây rất là ấm luôn. Hơi nóng nó bốc lên. À, cái này cũng có tính toán hết rồi. Tính toán hết rồi. Gần Tết nè, trời lạnh nè. Bắt đầu ngồi ở đây ăn nè. Hơi nóng nó bốc lên ấm ấm nè, mát nè. Được không? Được không? Từ từ chờ xíu, bếp này bếp nghệ thuật nè. Nóng chưa? Tôi thấy nó héo nè. Đó, nó nóng rồi. Nó héo cái bàn nè. Hóp xuống rồi kìa. Hay quá. Có không? Chống xuống quá ông Nhi ơi. Chù cha, nó hóp cái bàn xuống nè. Hư cái bàn á. Nóng rồi, nóng rồi. Tính ra cái bàn này là 1 triệu mấy ông Tư. Có đầu tư. Thì là cái tiền mà đồ ăn thì nó rẻ, nhưng mà cái tiền ông mua cái bàn mắc tính giá cao lên á. Đúng rồi, đúng rồi. Kìa. Rồi, cho tôi nhiều dầu một xíu. Hết nhiều dầu. Rồi, ok. Wow, thơm. Có chừng văng, ông làm gọn gàng thôi chứ. Khách khứa ngồi nè, văng vô mắt cái đuôi luôn á. Thơm ta. Rồi, cũng thơm nữa. Làm sao nữa. Hột gà ốp la thì dễ thôi, đập vô là chín. Quan trọng là cách chế biến của ông như nào. Hay quá chú cha. Chưa nóng không nhỉ? Tôi gom dầu lại. À. Oh no. Cái này tôi thấy giống làm cơm chiên quá. Ủa xong rồi hả? Rắc tiêu lên. Ốc la mà. Rắc tiêu lên. Chưa nóng lắm. Nó từ từ cứ chờ ta. À, hơi nóng rồi. Wow. Nhiều công đoạn lắm. Khét ông Nhí ơi, khét. Tắt lửa. Thơm ta. Rồi ăn chưa? Không có dĩa gì hết vậy. Cụ ăn bốc hả ta? Đó, ăn đi. Xong chưa? Từ từ, đừng. Chù chà. Hay vậy ha. Bước 50 ngàn. Lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam luôn. Cái bàn này á là cái bàn bình thường mà ông Nhí ông lấy ông làm cái bếp luôn. Rồi dùng thử coi. Quá. Xin mời quý khách. Ông ăn thử coi. Nhưng mà nửa ổ mì ăn sao đủ ta? Đúng rồi. Thường thường theo tôi biết nha, là mấy cái món ở trong nhà hàng không có nhiều. Mình ăn từ từ. Ăn món này tới món kia. Còn ăn món nhiều quá thì mấy món sau mình ăn đâu có nổi. Đúng rồi. Ông làm y chang nhà hàng. Ừ.
ông ăn kiểu đó đâu có thấy ngon được. Thấy sao? Thấy nó ít quá à? Nhanh hết quá à. Nhanh hết thì mày dùng thêm món khác. Mỗi cái ăn chút vậy đó. Phải không? Ừ. Ông còn nhiêu? Tôi còn 100. Ăn món này ha. Ừ, ăn món tôm đi. Tôm kiểu Nhật ha. Rồi bây giờ cho tụi tôi món tôm kiểu Nhật bán nhiều nhiều nha, 90.000 lần á. Rồi. Rồi. Tới món tôm kiểu Nhật phải không? Rồi. Nhiều quá ta. Chút xíu tôi nói khác cái bàn điện thoại luôn cho coi. Nhưng mà ông có tính toán hết rồi. Tính toán gì được. Ê khét. Thiếu dầu. Chù cha, đầu bếp này chắc mới học ngày rồi. Không có, tại tôm nó có gia vị á. Cái này tôi nói Việt Kiều mà về Việt Nam ha, người nước ngoài về Việt Nam vô mua cá ăn cái món này sợ tới già luôn. Bị khói không cũng mệt rồi. Nó vàng kìa. Wow, chín rồi. Tôi ăn chế độ 2 nha ông nhí, có nghĩa là chín nhiều nhiều xíu. Rồi. Lửa ít ông nhí ơi. Tình hình tôi thấy là cái bàn muốn hư rồi đó. Đâu có. Bàn bếp nó khác. Quý khách chờ xíu đi, gần chín rồi. Ok. Món này lạ dữ nha. Ủa mà cái món 90.000 có một con tôm vậy? Ừ, 90.000 có một con hả? Tôi tưởng đâu cũng phải nửa ký chứ. Tôi hiểu rồi ông Tư, cái món này á là nó tốn công nhiều. Với ông làm xong cái món này, ông thay cái bàn khác là em tốn triệu mấy rồi đó. Có mày, tại vì cái công thức nó rườm ra. Rồi chưa, ăn chưa? Chưa, chờ chút. Quá hay luôn. Cái bàn này á, chất liệu của nó là inox cho nên là chút xíu nữa mình chà rửa nó dễ. Ừ. Nó đen như vậy đó nhưng mà rửa nó dễ đúng không? Ừ. À. Coi trước khi mà nó nguội mà chà cái trắng lại à. Rồi hiểu. Nhưng mà sao nó hợp dữ quá dữ ta. Coi chừng hư cái bàn thiệt ông nhí ơi. Wow. Hay quá. Cài dữ à. Rồi bài trí. Bình thường cái đó đâu có ốp đâu ngon. Chủ yếu là con tôm nè. Không đủ nhét kẻ răng nữa. Ăn vỏ luôn hả? Ăn vỏ luôn chứ lột vỏ còn cái đâu ăn. Ngọt phải không? Tôm tươi không? Tôm tươi. Ăn nó nghe cái vị mà cái mùi khói á. À. Cái mùi khói ăn vô cái thịt tôm nghe cái mùi khói ngon lắm. Ông có trả tiền cho ông này không? Ông có trả tiền cho ông này không? Sao khen dữ vậy? Không thiệt mà có cái mùi khói thơm lắm. Phải không? Ừ. Tao nấu cho nó ăn mà tao đâu có trả tiền cho nó. Ngon. Mắc quá. Tôm tươi không? Tươi. Tươi cỡ này được chưa? Tôm ốp đá mà sao ngọt dữ ta. Rồi tới mình nè. Thì bây giờ mình ăn thử. Ủa cái bàn sạch không vậy? Sạch, bàn sạch. Ăn thử cà tím nè. Ít quá. Rồi tới tôm nè. Ngon lắm. Ớt dữ quá. Vậy là cái vị khách này không quen ăn cay rồi. Đúng rồi, dứt vô. Lần sau đi ăn nhớ nói đầu bếp tao biết. Ăn giống như là tôm nướng. Nghe nó thơm khói. Thơm khói chứ không phải là hôi khói nha. Đúng rồi, thơm. Thơm khói. Wow. Chu cha. Đây nè. Thấy chưa? Cái bếp này á, khi mà nó nguội á, không có lửa nữa, là nó trở lại trạng thái ban đầu.
quá hay luôn. Hay quá. Khi mà nóng là nó hóp xuống. À rồi, nói chung là món tôm này 90.000 hơi mắc nha. Quá mắc chứ hơi mắc gì. Có món bò nướng nguyên cục không? Có. Ăn món đó cho nó nhiều. Đúng rồi, bò nướng nguyên cục mà kiểu Mỹ á. Đúng rồi. Có luôn. Ừ. Rắc muối á. Chính xác. Cái món này mà qua nước ngoài ăn á là mắc tiền lắm nha. Ở đây là ông Nhí ông bán 199k. Mà cái món này khi ông làm lên á là ăn no không? Bao mày ăn no luôn. Phải không? Ừ. Khỏi lo vấn đề tốn tiền nhiều. Cái món này ăn thiếu được không? Đâu có thiếu được. Lý sao vậy? Nói chung là hai anh em tôi không có tiền mặt ở đây. Giờ ăn ghi sổ đi, mai mốt trả. Ừ. Rút tiền về là trả thôi. Ừ. 199 ha. Ừ. Trời đã cơ, cái này á người ta ghi mẹ 200.000 đi. Đúng rồi, ghi vậy cũng ghi như 200 rồi. Bo ông ngàn luôn chắc rồi. Mày ghi vậy người ta thấy rẻ. Thấy con trăm mấy à. Ừ. Nhưng mà thật ra nó 200.000 á. Làm món này ăn thử. Rồi, việc món này phải không? Rồi. Để mình quay ông Nhí ông làm món bò Mỹ như thế nào nha. Ok. À, là cái món bò này là mình nướng bằng bơ. Đúng rồi, không nướng bằng dầu. Không có dùng dầu. Wow, đẹp vậy. Chú cha, thêm miếng bơ được không? Cái này ít quá. À, cho miếng dầu. Wow, đẹp vậy. Khói quá trời. Trời đất ơi, quá trời khói luôn. Cho nó nhiều nhiều ông Nhí ơi, nó hút lẹ quá. Ê, lẹ lên. Cái này lửa hơi lớn ha. Lửa hơi lớn cho nên là nó nám luôn rồi. Rồi, cục bò đâu? Nãy giờ chưa thấy thịt bò. Ừ, chưa thấy cục bò nữa. Chưa thấy thịt bò. Đây, 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 đây. Wow, cục này bự á. Wow. Chín liền luôn ha. Chín liền chứ. Bây giờ ổng sẽ nướng cục bò này cho nó chín xong rồi ổng rắc muối lên, tôi nghĩ là vậy. À đúng rồi, đúng rồi. Nướng một mặt trước. Hay ha. Nhìn thấy ghê quá, không biết dám ăn không tôi. Ăn mấy kiểu này nó mới ngon. À, chét bơ lên, giờ ông nhí ông chét bơ lên. Nướng bơ. Cái món này là bò nướng bơ. Lửa lớn, lửa lớn. Đó. Rồi bắt đầu bây giờ mình làm gì nữa? Chờ đợi cho nó chín hả? Đúng rồi. Chờ cho mấy cái bò nó chín. Đó, nướng bò nó ra ra. Ừ. Giờ tụi bay ăn chín nhiều hay chín ít? Vừa phải thôi. Trung bình á. Mì ung phải không? Nó chín quá nó không ngon nha. Ừ. Mà nó chưa chín nó càng không ngon. Nó vừa chín tới, ở trong nó còn hồng hồng. Hả? Ăn vậy mới ngon. Wow. Giờ cắt ra hả? Chưa? Xong chưa? Thấy sao? Ngon hả? Cảm nhận như thế nào? Thịt bò nó không có cứng mấy. Ừ. Nó mềm mềm. Mà ăn cũng nghe cái mùi khói nữa. Phải không? Nhưng mà thơm khói chứ không phải hôi khói. Hay ha. Rồi. Quá đã luôn, trời đã cơ. Quá. Đảm bảo luôn cái ông này có trả tiền cho ông này nè.
cái gì cũng khen hết. Nè, phía trong còn đỏ đỏ thấy không? À, rồi cho mượn cái nĩa đi. Đây, cho tôi cái nĩa. Cái nĩa không phải ăn dao, ghim vô là ăn hả? Rồi vậy là cắn ăn đúng không? Thử coi. Ngon mượn không? Mặn không? Vừa ăn hả? Được không? Vừa chín tới luôn. Ăn vậy nó muốn mềm. Cái thịt bò này á, cái thịt nó nhiều quá, nó không có mỡ. Còn bò Mỹ á là mềm mềm, không có mỡ. Ngọt. Ngọt là vị bơ. Béo ngọt. Mềm không? Mềm. Trời đất ơi, cứng ngắc chứ mềm gì. Cái ông này nghi lắm nè. Tôi hình miếng muối rồi kìa. Thôi tự bỏ luôn. Cảm nhận của mình á thì nó khác với lại bò Mỹ nha. Tại vì mình cũng đã từng ăn bò Mỹ rồi. Cái này nó sớ thịt nhiều hơn. Mình nhai vô á, thịt nó nhiều hơn. Kiểu cái chất thịt nó nhiều, nó không có mềm. Nhai hoài không đứt, kiểu vậy á. Cắn cứng. Rồi. Ngon không? Ngon. Cái món này mình chấm điểm á, ông Nhí ông làm được khoảng 7/10. Đâu có phải 10/10 chứ. 10/10 chưa được. 7/10 à. Ông Tư là bao nhiêu? Tôi cho 10 điểm. Trời đất ơi. Còn một món cuối cùng là mì xào kiểu Việt mà tớ không chịu tiền đâu ăn. Có bớt, có bớt. Có fit mà. Là cái món này sao? Là mày yêu cầu cái món đó nhưng mày được trả giá. Là cái món này có quyền trả giá. Trả giá trực tiếp cái đầu bếp. Hay á. Bây giờ trả giá bao nhiêu giờ? 1 triệu trả giá nào cũng dính. Thì đó, 1 triệu ổng gài mà. Mày sao mà 1 triệu hả? 1 triệu có fit thì bây giờ ông Tư trả bao nhiêu? Thì tôi trả chắc cũng phải 1 triệu, trả 500.000 được rồi. Tào lao. 1 triệu. 1 triệu mà trả nửa tiền hả? Mày trả đó là hớ người ta rồi đó. 1 triệu mà trả 5 xị. Ông trả kiểu đó là người ta quýnh ông á. Đâu có được rồi mày ơi. 1 triệu á là để tôi trả cho. Cái món này 1 triệu, bây giờ ông Nhí bán cho tôi 50.000 thôi. Đi luôn. Đi về luôn. Đi gì đi thôi. Món ăn mà 1 triệu bạc ai ăn nổi. Sao? Vô. Ví dụ ngồi đi tao bán cho. Thấy không? Đừng có tin lời ổng. Tôi nói trong đây á, cái món bò này ông trả 20.000 ông cũng bán nữa. Phải thôi. Rồi lên món. 50.000 mình dùng thử thôi. Ngon mua thêm. Lên khói nữa kìa. Đã, đã. Nó mớp rồi kìa. Làm như vậy nó khác á, tôi thấy nó dễ khác quá ha. Wow. Xào rau trước. Xào kiểu này cái rau săn của ta. Xào cho héo rau lại. Rồi. Bỏ muối vô luôn. Nồng lên á, muối nồng lên á. Rồi.
này chắc lên mì không với anh. À khôn ha, lấy ra ha. Wow, 4 con tôm. Trời ơi. Có biết gà chứ. Wow. Rồi ok, trộn lên. Trong này là ông Nhí, ông có bỏ một con tôm nè, rau muống nè, có hành phi nè, có tương ớt nè. Ăn trên đây thì nó nóng luôn. Đúng rồi. Nó giữ nhiệt luôn, nó không nguội. Thí dụ mày thích ham mày mở bếp ga mà đưa vô lại. Hay ha. Ừ, là nó nóng tiếp. Là mình ăn nguội cái mở bếp ga, cái nóng tiếp. Chù cha. Vậy mới giữ. Rồi vô đi. Ông Tư là có hai con tôm mà tôi có một con vậy. Thì ra ông Nhí ổng ưu tiên cho ông Tư. Ông Tư ơi, cái món này có ngon không? Ngon. Nhìn... chưa ăn sao biết ngon? Nhìn không là thấy ngon rồi. À rồi thử đi. Kệ nó đi thử đi. Vừa ăn á. Hơi mặn. Tại vì kêu ốp niêm á. Nãy yêu cầu á. Chú cha mặn quá. Nhưng mà ngon. Cái món này ông Nhí ông làm hơi mặn nha. Nhưng mà những người nào thích ăn mặn là nó vừa. Ôi thịt nước tương. Đúng rồi. Đây là con tôm nè. Ngon quá không? Ngon quá. Trộn lên. Cái cách chế biến thì nó hay, nhưng mà ăn cái mùi vị cũng bình thường. Nó hơi khói chút xíu. Thơm khói, thơm khói. Đồ ăn mà mình nấu mà nó hơi khói là ăn không được luôn á. Đúng không? Còn cái này nó thơm. Làm miếng mì với con tôm nè. Ngon. Tưởng không ngon, ngon không tưởng á. Tại vì bình thường mình nấu thì nó chảo. Còn này mình chơi cái bàn. Cho nên cái hương vị nó phải có lạ chút. Đúng rồi. Khác. Nguội quá à. Ông Nhí ơi, bật lửa lên hâm lại cho nóng nóng được không? Được hả? Rồi hâm cho tôi con tôm. Hơi nguội, hơi nguội. Đúng rồi. Rồi bật lửa lên. Tôm của tôi nó nguội rồi. Nguội, nguội ngắt à. Nhỏ. Là mình đốt cái bàn tiếp hả? Trời đất ơi. Được không? Đó. Nóng chừng quá. Lửa lên nóng rồi ha. Đó nó không mốt lên kìa. Các bạn ta sao mày lấy mì đốt rồi vậy? Các bạn không mát sao mày lấy đốt rồi vậy? Nè ổng đốt mớp luôn rồi nè, khác bàn luôn á. Ừ. Sao mày hai thằng quỷ này? Khác bàn luôn rồi. Rồi sáng giờ ổng đốt mấy lần rồi đó. Đó ổng đốt cháy bàn luôn rồi nè. Giờ bắt đền ổng đi. Cái mày chấp. Không được, mua bàn mới đi. Mua cái bàn mới bây giờ 1 triệu mấy chứ nhiều.
Kêu mua cái bàn mới đền đi. Vậy đưa cho má bàn khác. Bây giờ ông Nhí đưa cho má tiền mua cái bàn khác. Còn cái bàn này hư rồi, đốt cháy luôn rồi. Chết rồi cái bàn của người ta. Nè ông đốt luôn nè, ông để cái bếp ga ở dưới. Xong cái ông đốt lửa. Nó cháy cái bàn luôn. Không được rồi. Đưa ông đền đi má. Đưa tiền đây. Đi vô lấy tiền đền cho bà đi. Nhưng mà lên. Cái này má không biết nó không có hư. Cái này chút nữa nó cháy rồi. Nó mốt nè. Nó mốt cái bàn luôn, không hư sao được. Cái mày cái thằng này tụi bay. Cái này con nói má nghe nè, nó không có hư. Khi mà nó nguội nó sẽ trở lại trạng thái ban đầu. Rồi không có hư hay kệ, nhưng mà phải đền tiền. Đúng rồi. Đốt đen cái bàn luôn rồi, đi vô theo mẹ đi. Đi đi. Nhưng mà tao con chịu mấy chứ gì. Rồi.